Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Như chúng ta đã biết, các hành tinh, ngôi sao và thiên hà trong vũ trụ đều quay lớn hơn một cấp so với thiên hà, là các cụm thiên hà khổng lồ thường quay rất chậm và nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là nơi mà sự quay có thể kết thúc trên quy mô vũ trụ. Do đó, họ từ lâu tin rằng các cụm thiên hà là những thiên thể quay lớn nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố gần đây đã phát hiện ra rằng một loại cấu trúc quy mô lớn hơn nhiều các cụm thiên hà, một phần của cấu trúc mạng vũ trụ khổng lồ dài hàng trăm triệu năm ánh sáng, cũng đang quay chậm. Theo Noam Libinsky, một nhà vũ trụ học tại Viện Vật lý Thiên văn Leibniz Potsdam ở Đức, cho biết có những cấu trúc khổng lồ đến nỗi mỗi thiên hà chỉ là những hạt bụi bên trong. Những cấu trúc sợi khổng lồ này lớn hơn rất nhiều so với các cụm thiên hà. Cấu trúc mạng vũ trụ là một cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ, được phát hiện bởi các nhà khoa học trong những năm gần đây. Chúng cho thấy các thiên hà và các chòm sao dường như không liên quan, được kết nối với nhau bằng các sợi gồm khí và bụi vũ trụ. Các sợi này giống như các tĩnh mạch của vũ trụ, đan xen với nhau dưới những hình thức phức tạp, để tạo thành một mạng vũ trụ khổng lồ. Mỗi sợi trông giống như một cái ống rỗng ở giữa, và cụm thiên hà chẳng qua là những hạt bụi nhỏ trong ống. Nghiên cứu trước đây cho rằng, sau khi vũ trụ được sinh ra trong vụ nổ lớn khoảng 13,8 tỷ năm trước, phần lớn khí và bụi tạo nên hầu hết các vật chất đã biết của vũ trụ đã sụp đổ, tạo thành các tấm khổng lồ. Sau đó, những tấm này bị vỡ ra để tạo thành các sợi của một mạng vũ trụ rộng lớn. Nghiên cứu mới sử dụng dữ liệu từ khảo sát bầu trời kỹ thuật số Sloan để xem xét hơn 17.000 sợi vũ trụ, phân tích vận tốc của các thiên hà di chuyển trong các đường ống khổng lồ như vậy. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, các thiên hà này đang quay quanh trục trung tâm của đường ống. Tốc độ nhanh nhất được quan sát là khoảng 360.000 km/h. Ngoài ra, họ lưu ý rằng, không phải tất cả các sợi trong mạng vũ trụ đều quay theo cách này, nhưng một số sợi nhất định có một mô hình quay như vậy. Libinsky nói rằng, câu hỏi lớn tiếp theo là tại sao chúng quay? Bởi vì theo lý thuyết vụ nổ lớn, các sợi vũ trụ này đã không quay khi chúng bắt đầu hình thành. Bằng cách nào đó, chúng bắt đầu quay dưới ảnh hưởng của một số yếu tố nhất định trong giai đoạn sau của quá trình tiến hóa của vũ trụ. Nhóm nghiên cứu đã cố gắng đưa ra lời giải thích như sau. Trường hấp dẫn mạnh mẽ của những sợi này kéo khí và bụi bên trong từ từ tụ lại với nhau, tạo thành một lực cắt khiến các vật chất này xoắn lại. Libinsky nói, tất nhiên, chúng tôi không thực sự chắc chắn điều gì có thể gây ra moment xoắn trên quy mô khổng lồ này. Luồng tia X lớn hơn dải ngân hà phát ra từ hố đen. Đài quan sát Chandra phát hiện luồng tia từ hố đen siêu khối lượng, dài 160.000 năm ánh sáng, gấp 1,5 lần dải ngân hà. Các nhà thiên văn học sử dụng đài quan sát tia X Chandra của NASA và phát hiện luồng tia từ một vật thể cách trái đất 12,7 tỷ năm ánh sáng. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những vật thể bắn luồng tia xa nhất từng được biết tới. Luồng tia đến từ vật thể gọi là chuẩn tinh, vùng nhân của các thiên hà hoạt động, chuyên cung cấp vật chất cho hố đen siêu khối lượng và có thể phát ra năng lượng cực lớn. Nhóm nghiên cứu hy vọng thông qua nghiên cứu luồng tia mang tên PSO-G352.4034-15.3373, gọi tắt là PSO-G352-15, họ có thể tìm hiểu sự hình thành và phát triển của hố đen khổng lồ ở thuở sơ khai của vũ trụ. NASA giải thích, dù có lực hấp dẫn cực mạnh, hố đen không hút mọi thứ tới gần chúng, vật chất xoay quanh hố theo trong đĩa bồi tụ cần mất đi tốc độ và năng lượng trước khi có thể rơi sâu vào vùng chân trời sự kiện, tới điểm không thể phục hồi. Từ trường có thể tạo ra hiệu ứng phanh trên đĩa bồi tụ khi cung cấp năng lượng cho luồng tia. Đây là cách quan trọng khiến vật chất ở đĩa bồi tụ mất đi năng lượng, qua đó tăng cường tốc độ phát triển của hố đen. Các nhà thiên văn học quan sát PSO-G352-15 trong 3 ngày bằng Chandra. Luồng tia kéo giãn gấp khoảng 1,5 lần chiều dài dải ngân hà, xuyên qua khoảng cách 160.000 năm ánh sáng tính từ chuẩn tinh. Dải ngân hà chỉ có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Chiều dài của PSO-G352-15 vượt xa luồng tia dài nhất từng được quan sát trong 1 tỷ năm đầu tiên sau khi vụ nổ Big Bang hình thành nên vũ trụ, chỉ 5.000 năm ánh sáng. Theo đồng tác giả nghiên cứu Eduardo Banados, nhà thiên văn học tại Viện Max Planck ở Đức, cho biết, chiều dài của luồng tia này rất quan trọng bởi điều đó có nghĩa hố đen siêu khối lượng cung cấp năng lượng cho nó đã phát triển trong thời gian khá lâu.
giải ngân hà bị sợi sigma nối với các thiên hà khác. Các nhà khoa học làm công việc lập bản đồ vật chất tối đã vô tình phát hiện một cấu trúc dạng sợi bí ẩn nối liền các thiên hà. Nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc, dẫn đầu bởi tiến sĩ John Guizong từ khoa Thiên văn và Vật lý Thiên văn, Viện Trọng lực và Vũ trụ, Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, đã tiến hành lập một bản đồ mới về sự phân bố vật chất tối ở vùng vũ trụ quanh thiên hà chứa trái đất Milky Way. Tiến sĩ Guizong nói, mạng vũ trụ quy định chuyển động của tất cả các loại vật chất trong các thiên hà và môi trường thiên hà thông qua lực hấp dẫn, nên việc hiểu được sự phân bố của vật chất tối là cần thiết để nghiên cứu cấu trúc quy mô lớn. Theo Science News, trong quá trình nghiên cứu, họ đã phát hiện ra một cấu trúc chưa từng được biết tới trước đây. Đó là một thứ bí ẩn dạng sợi nhỏ kết nối các thiên hà với nhau. Một sợi trong số đó kết nối thiên hà Milky Way và một số thiên hà lân cận. Cầu nối ẩn này giống như những sợi sigma kết nối các thiên hà, giống như cách các neuron thần kinh được kết nối trong não người. Theo tiến sĩ Guizong, nghiên cứu khép nói trên bao gồm tạo ra bản đồ làm rõ sự phân bổ vật chất tối và việc phát hiện ra các cấu trúc dạng sợi ma quái có thể mở ra một chương mới trong nghiên cứu vũ trụ. Ông và các cộng sự dự tính nghiên cứu tiếp tục xem sự phân bố của vật chất tối liên quan như thế nào với các dữ liệu phát xạ khác, từ đó giúp hiểu bản chất của vật chất tối. Ngoài ra, họ chưa thể trả lời các cấu trúc dạng sợi bí ẩn vô hình nối giữa các thiên hà là gì. Đó là một bí mật thú vị cần được khai phá. Lỗ đen siêu lớn ở trung tâm thiên hà xa xôi bất ngờ mất tích. Các chuyên gia đã hết sức kinh ngạc sau khi một lỗ đen siêu lớn được cho nằm giữa một thiên hà xa xôi đã bất ngờ mất tích không dấu vết. Sự kiện bí ẩn đã được phát hiện bởi các nhà nghiên cứu từ một số trường đại học ở Bắc Mỹ. Thiên hà A2261BCG dường như đã bị mất lỗ đen. Một số nhà khoa học cho rằng nó có thể đang trôi nổi trong không gian. Điều này đồng nghĩa với việc tồn tại một lực cực mạnh trong thiên hà có thể đã đẩy lỗ đen siêu lớn ra và đưa nó đến một nơi xa. Thực tế, hầu hết mọi thiên hà trong vũ trụ đều được cho là có một lỗ đen khổng lồ ở trung tâm của nó. Tiến sĩ Kayhan Gante Kim từ Đại học Michigan là người đã nghiên cứu thiên hà A2261BCG khi ông nhận thấy những dấu hiệu cho thấy lỗ đen bị mất tích. Tiến sĩ Kayhan Gante Kim cho biết, tôi đã rất nghi ngờ và nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy thứ gì đó ở chính giữa. Nhưng hóa ra không phải vậy. Nhóm nghiên cứu cũng nhận định rằng lỗ đen có thể vẫn đang ẩn náu ở đâu đó trong thiên hà, nhưng khó bị phát hiện. Trong khi đó, lực đủ mạnh để đẩy một lỗ đen ra có thể là hai lỗ đen siêu lớn va vào nhau. Các lỗ đen siêu lớn chưa bao giờ được quan sát hợp nhất, nên việc tìm kiếm bằng chứng về điều này sẽ là một bước đột phá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!